Hello các bạn! Chào mừng các bạn đã quay lại kênh Varus MetaStorm. Hôm nay chúng ta sẽ chơi em máy bay được thay đổi tiếp theo là MiG-29 cùng với thành viên trong clan Việt Nam. Sử dụng cho mình là máy bay chiến đấu Su-27 Level-20. Về thông số cơ bản mình sẽ để ở trong video nhé. Mình sẽ kể một số thay đổi cơ bản của em về máu cũng như vũ khí mang theo có thay đổi những gì. MiG mang theo bình. Có tổng 6 quả tên lửa cộng 1 súng máy. Và trang bị cho mình máu tối đa là 260 máu. Hai quả tên lửa 8 km, thay vì ở bản trước big update là 4 quả thì hiện tại chỉ còn 2 quả. Kèm theo đó là thời gian khóa mục tiêu đã tăng lên 5 giây, khá chậm nhưng bù lại ở độ cơ động cao nên đây được coi là sự thay đổi cân bằng của game. 4 quả tên lửa tầm gần 2,8 km không có gì thay đổi ở phiên bản này. Kèm theo đó là một khẩu súng máy tầm bắn là 0,9 km không có gì thay đổi. Đợt này nhà làm game đã bổ sung thêm cho MiG-29 một bình xăng phụ, đây cũng có thể là một lợi thế cho anh em nào có kỹ năng lái tốt sẽ tận dụng bình xăng này tuyệt đối hiệu quả. Và bây giờ bắt đầu trò chơi thôi nào.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy video hay đừng quên hãy thả một like cộng một follow cho mình nhé.